Minh được Tử Vi hoan hỉ chào đón cô bác, anh chị đã đến với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi trọn đời tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, độc lập chi hầu, từ năm 57 tuổi trở đi. Nếu như nắm bắt được cơ mệnh này thì sẽ hóa hung thành cát, chuyển họa thành phúc, giàu có cho đến hết cuộc đời. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi chia sẻ đến quý vị về tử vi trọn đời cho người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, từ năm 57 tuổi trở đi, cần biết điều này, tránh họa đắc phúc, giàu sang trọn đời. Thần đồng tiên chi tiết lộ, bí ẩn cuộc đời tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, càng già càng giàu, số đỏ như son, từ năm 57 tuổi vận may ập tới, tiền tỷ rơi trúng đầu, sung sướng hết phần thiên hạ. Quý vị thân mến, sống trên đời ai cũng mong muốn giàu sang, tiền bạc đầy két, chi tiêu thoải mái. Vì để có được điều mình mong muốn, không ít người đã đánh đổi biết bao công sức, tiền bạc, thậm chí là mồ hôi và nước mắt. Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai cũng may mắn có được điều mình mong muốn, mọi mong cầu đều phải trải qua nhiều thử thách. Khi xem tử vi của 12 con giáp, các nhà tử vi học phương Đông có tiết lộ, có tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, trong cuộc đời sẽ gặp được nhiều thời điểm vô cùng may mắn. Nhưng trước khi họ được hưởng phú quý vinh hoa, thì những người này cần vượt qua những thời gian thử thách, đến thời trung vận và hậu vận, sẽ có cơ hội phát tài đổi vận. Đặc biệt là từ năm 57 tuổi trở đi, cuộc đời của Mậu Thân sẽ như con diều no gió thẳng cánh vươn tới thành công, giàu sang, phú quý và quyền lực, được thần tài chiếu cố, quý nhân tương trợ. Vận tài lộc của tuổi Mậu Thân rất hanh thông, mưa thuận gió hòa, làm gì cũng dễ thành công, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện. Đến khi họ sẽ có cuộc sống viên mãn, tiền bạc đầy đủ, tha hồ hưởng trọn phúc lộc trời ban, chẳng cần lo nghĩ gì để có thể nắm bắt cơ hội và số mệnh của mình. Quý vị hãy theo dõi video này để quý vị biết được vận mệnh của mình sẽ ra sao khi về già, năm nào được hưởng phước lộc trời ban, công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và gia đạo sẽ thế nào. Xin mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung chi tiết của video này. Trước tiên, chúng ta cùng đi tìm hiểu tính cách và tài năng làm nên vận mệnh của người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Theo tử vi chọn đời tuổi Mậu Thân, họ là những người tò mò, tinh quái, họ khôn khéo và có tính cách vui vẻ từ trong tâm. Người sinh năm Thân không chỉ có óc hài hước, mà họ còn là những người tri thức nhất. Trong tất cả những người tuổi Mậu Thân thường rất tinh danh, thông minh, nhanh trí, tháo vát, hoạt bát. Bất cứ hoạt động trong lĩnh vực nào họ cũng đều đạt được những thành quả to lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực phát minh, ngôn ngữ học, và họ ít khi gặp đối thủ ngang sức, ngang tài. Họ là mẫu người giỏi giao tiếp, giỏi xoay sở để thích nghi với môi trường, có khả năng đoán biết được ý nghĩ của người khác, vì thế họ có khả năng điều khiển quản lý người khác. Họ là những người sở hữu sự quyến rũ, vui vẻ, tinh nghịch. Chỗ nào có mặt những người tuổi Mậu Thân thì chỗ đó sẽ không có sự tẻ nhạt, buồn chán. Người tuổi Mậu Thân có khuynh hướng ưa chuộng cuộc sống ồn ào, tấp nập nơi thành thị và không chịu được cảnh hiu quạnh tẻ nhạt nơi thôn quê. Tuy nhiên họ cũng sẽ là những người cha, người mẹ tuyệt vời với một lượng kiến thức rộng lớn, họ là nguồn động lực giúp con cái phát triển. Người tuổi Thân có thể giải quyết những vấn đề rắc rối, phức tạp bằng chính cách xử lý lạnh lùng, họ còn biết nhận người tài làm thầy và là người có chí tiến thủ. Những người tuổi Mậu Thân rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu, vì thế mà những người này có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Họ luôn là người đem đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh, nhờ vào sự hài hước của mình. Trong đám đông tuổi Mậu Thân nổi bật, thu hút sự chú ý của mình bằng những câu chuyện cười thú vị, độc đáo,
Mọi người yêu quý họ bởi sự thân thiện, cởi mở và hài hước. Tuổi Mậu Thân giỏi trong cách giao tiếp, ứng xử và thuyết phục người khác. Bởi vậy họ rất thích kết bạn và gặp gỡ những mối quan hệ mới. Nơi họ đến phải là những nơi ồn ào náo nhiệt, đông vui, nhộn nhịp, chứ không phải là một địa điểm vắng vẻ, yên tĩnh, buồn chán. Cuộc sống năng động của họ luôn xoay quanh những điều thú vị, mới mẻ, không bao giờ nhàm chán. Tuổi Mậu Thân truyền cảm hứng sức sống dồi dào mãnh liệt của mình cho những người thân xung quanh. Họ có tư duy nhanh nhạy và tâm hồn khá lãng mạn tinh tế. Tuy nhiên, một số người tuổi Mậu Thân lại hay làm việc theo cảm hứng. Sự thiếu tập trung thường xuyên là điều khó tránh khỏi, đôi khi nó cũng kéo theo sự thiếu cẩn trọng, ảnh hưởng không tốt đến công việc. Nhưng nếu biết khơi gợi sự hứng thú đúng lúc, kết hợp với tinh thần không ngại khó khăn, thử thách, thì đây lại là một ưu điểm lớn của người tuổi Thân. Tính cách đặc trưng của người tuổi Mậu Thân là tính kiên định, dù có phải đối mặt với tình thế khó khăn, nguy hiểm tới đâu, họ cũng không hề dao động và luôn giải quyết nhanh chóng, hợp lý. Người sinh năm Thân có nhiều tài lẻ thiên bẩm, họ sẽ trở thành diễn viên, nhà văn, nhà ngoại giao, luật sư, vận động viên, nhà kinh doanh cổ phiếu tài giỏi. Họ là những nhà hoạt động xã hội xuất sắc, có thể giao tiếp với bất cứ người nào. Người tuổi Thân nói chung có tài, quản lý tài vụ rất nhanh nhẹn, giàu tinh thần thực hành những lĩnh vực như công nghiệp, chính trị, kinh tế. Nếu không có những người này thì sẽ chịu một số tổn thất. Khi làm việc với người tuổi Thân thì bắt buộc phải khiến họ đứng hoàn toàn bên cạnh bạn, như vậy bạn mới thành công. Những người tuổi Thân hiếm khi bị bệnh, và đó là bởi vì họ tin rằng bị bệnh là bỏ phí mất một ngày tươi đẹp, may mắn thay. Lối sống năng động của người sinh năm Thân chính là điều giúp họ duy trì được sức khỏe tốt. Tuy nhiên khi họ cảm thấy lo lắng hoặc căng thẳng thì họ rất dễ bị bệnh tật tấn công. Khi đối diện với khó khăn thử thách, tuổi Mậu Thân luôn thể hiện một ý chí quyết tâm cao và sự tự tin của mình. Họ độc lập giải quyết công việc mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng sẽ giúp họ lường trước được tất cả mối nguy hiểm ở trước mắt. Nếu làm việc tập thể, tuổi Mậu Thân sẽ không bao giờ để mình chịu thua bất kỳ ai. Nếu có người hơn mình, họ sẽ cố gắng phấn đấu để vượt lên vị trí dẫn đầu. Những người này có sức cạnh tranh mãnh liệt và đôi chút ghen tị khi người khác đạt được thành công. Tuy nhiên họ khéo léo che giấu đi cảm xúc thật sự của mình, không để cho ai biết. Nam giới tuổi Mậu Thân sớm trưởng thành và xây dựng được sự nghiệp vững vàng. Nhờ vào khả năng giao tiếp của mình mà họ có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè người thân yêu quý. Bởi vậy, mỗi khi gặp khó khăn, tuổi Mậu Thân luôn nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Tuy nhiên, không vì thế mà họ ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Tuổi Mậu Thân khôn ngoan trong những trường hợp cần thiết, họ sẽ không bao giờ làm những điều vô ích, không đem lại cho bản thân mình tiền bạc, lợi lộc. Đôi khi có người cho rằng tuổi Thân thực dụng, nhưng chính họ cũng đã công nhận điều này, tuổi Thân có thể thành công trên nhiều lĩnh vực. Bởi ngay từ khi còn trẻ, những người này đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích cho mình. Họ thích hợp làm việc độc lập hơn là tham gia vào tập thể. Họ biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu trong con người mình. Đó là lý do tại sao bạn thấy tuổi Thân thật hoàn hảo và thông minh. Họ suy nghĩ rất thực tế, luôn biết nắm bắt tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công. Đôi lúc sự tự tin một cách thái quá khiến tuổi Thân gặp nhiều rắc rối. Họ có thể chỉ ra một cách rõ ràng, chính xác những sai lầm của người khác, nhưng lại không thể tự mình nhìn ra lỗi lầm của mình. Hơn nữa, những người này có tính bảo thủ, ít khi lắng nghe lời nhận xét, khuyên nhủ của người khác. Tuy nhiên người tuổi này lại rất tốt bụng, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn mà quên đi lợi ích của bản thân. Phụ nữ tuổi Mậu Thân năng động và đầy lôi cuốn. Sự xuất hiện của họ luôn làm cho đám đông trở nên sôi động, hào hứng hơn nhờ vào sự khéo léo của mình. Những cô nàng này được rất nhiều người yêu quý, đó là lý do tại sao xung quanh cô nàng tuổi Thân có rất nhiều anh chàng theo đuổi. Phụ nữ tuổi Mậu Thân không chỉ là người nội trợ đảm đang, mà họ còn là cánh tay phải đắc lực giúp đỡ công việc làm ăn của gia đình. Họ không bao giờ chịu sống một cuộc đời tầm thường. Ý chí tiến thủ luôn thúc đẩy tuổi Thân không ngừng phát triển để đạt được thành công, địa vị trong cuộc sống. Dù là phận nữ nhi, chân yếu tay mềm, nhưng những cô nàng tuổi Mậu Thân sống độc lập, suy nghĩ thực tế, họ không dựa dẫm vào bất kỳ ai, tự thân, tự lực để xây dựng sự nghiệp vững chắc cho mình. Những người này khéo léo trong việc thuyết phục người khác, vì vậy họ có thể trở thành những nhân viên tiếp thị, chăm sóc khách hàng, người dẫn chương trình. Sự nhanh nhạy, con mắt biết nhìn xa trông rộng, giúp tuổi Thân dễ dàng thành công trong những lĩnh vực kinh doanh, bất động sản, kinh tế, chính trị. Họ luôn đưa ra những phán đoán chính xác kịp thời để phát triển công việc làm ăn của mình. Nói tóm lại, họ là những con người nhiệt tình, tự tin và có tinh thần trách nhiệm cao. Bất cứ lúc nào họ cũng dồn hết tâm trí, sức lực để làm việc, kể cả gian khổ, nhưng bắt buộc phải thu được kết quả thỏa đáng, nếu không họ sẽ cảm thấy bất công, buồn chán và không làm nữa. Khi làm việc chung với họ,
không được trêu chọc hoặc không nói với họ những câu chưa suy nghĩ khiến họ mất lòng tin. Vận mệnh tử vi chọn đời người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Về phương diện công danh, sự nghiệp. Sự nghiệp của người tuổi Mậu Thân ở vào mức khá, vào thời tiền vận thì họ gặp không ít những sóng gió, nhưng đều dễ dàng vượt qua tất cả. Nhờ tính độc lập và lòng kiên định, Mậu Thân rút được nhiều kinh nghiệm quý báu từ những thách thức đó và quyết không buông xuôi, phó mặc mình cho cuộc đời. Mậu Thân sinh năm 1968, nếu tiếp tục nỗ lực phấn đấu, không ngừng nghỉ ở thời trung vận, sau khi ngoài 40 tuổi, khi đã có nhiều kinh nghiệm được tích lũy, sự nghiệp Mậu Thân dần có sự thăng tiến, họ thành công hơn và được ngưỡng mộ, tiền tài cũng dồi dào hơn, đến thời hậu vận thì cuộc sống an nhàn, dư giả và yên bình, họ không cần phải lao tâm khổ tứ vì các vấn đề tiền bạc hay con cái mà chỉ tập trung an hưởng tuổi già. Đặc biệt, người tuổi Mậu Thân có tài tổ chức các đoàn thể, nghiệp đoàn, có người thăng tiến, trở thành chính khách, nguyên thủ vĩ nhân trong công việc và đời sống. Người tuổi Mậu Thân sở hữu nhiều tài lẻ bẩm sinh nên có thể gặt hái thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trí thông minh, sự linh hoạt, khả năng tập trung cao độ, giúp họ học một biết mười, luôn sáng tạo ra những cách làm hay và đạt được thành tích nổi bật. Tuổi Mậu Thân có nhiều ưu điểm giúp họ làm việc thuận lợi hơn. Đó là khả năng quan sát tinh tế, óc phân tích nhạy bén, chính xác, đứng trước bất kỳ khó khăn nào, họ cũng giữ được thái độ bình tĩnh, không hề run sợ hay chán nản. Con đường phát triển sự nghiệp của người tuổi Mậu Thân gặp nhiều may mắn và ở tuổi 57, tuổi Mậu Thân hãy cảm tạ trời đất, bởi trong thời gian tới bản mệnh sẽ gặp nhiều điều như ý, trở thành con giáp may mắn trong giai đoạn cuối trung vận này, được các tinh che chở, có quý nhân chỉ đường dẫn lối. Mậu Thân sẽ có được những bước tiến lớn trong công việc, làm ăn và tài chính, song bản mệnh vẫn gặp không ít khó khăn do bị hung tinh đeo bám vây hãm. Vậy nên, bản mệnh cần có sự bình tĩnh, sáng suốt, thận trọng trong mọi việc, nếu có được thành công, cũng chớ có tự cao, tự đại mà tiểu nhân quấy phá. May mắn là bản mệnh biết cách tận dụng nắm bắt thời cơ để đạt được thành công, khi làm việc Mậu Thân cũng rất tập trung, không có bất kỳ ai có thể làm họ dao động. Sự mưu trí thông minh giúp cho Mậu Thân dễ dàng nắm bắt được mấu chốt của những vấn đề cần giải quyết, dù là trong tình huống khó khăn nào. Tuổi Mậu Thân cũng dễ dàng thích nghi và làm việc rất hiệu quả, họ phù hợp với những công việc có tính độc lập cao, người này có khả năng lãnh đạo, có tài năng về nhiều phương diện. Tuy nhiên, nhược điểm rất lớn của những người tuổi này là tự cao, tự đại, dễ đắc chí với những gì mình làm được, họ đề cao bản thân mình và ít khi chấp nhận thua kém người khác. Đôi khi họ thích phán xét chê trách người khác, nhưng lại không bao giờ chịu thừa nhận lỗi lầm của mình. Những nhược điểm ấy luôn khiến tuổi Mậu Thân tụt lùi, gặp phải nhiều rắc rối trong cuộc sống. Hãy học cách chia sẻ, lắng nghe người khác và làm việc tuân theo những nguyên tắc của cộng đồng. Điều đó sẽ giúp cho bạn được mọi người xung quanh yêu quý và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Về phương diện tài lộc, người tuổi Mậu Thân có số phận khá, ở họ có thể hợp tác làm ăn được với nhiều người, kết quả sẽ thu được thắng lợi lớn, tiền tài của người tuổi Thân không thiếu. Đôi lúc có những món tài lộc đến bất ngờ, đối với người tuổi Mậu Thân phần lớn trong việc đầu tư đều không mang lại lợi nhuận lớn, chú ý kiêng cờ bạc để tránh tán gia bại sản. Số đông người tuổi Mậu Thân có bất động sản, nhà cửa, đất đai, song hầu hết cuộc đời đều phải trải qua vất vả, thăng trầm mới thành đạt. Về gia đình họ cũng gặp phải trắc trở, thăng trầm không mấy được suôn sẻ, trong chốn quan trường nên tránh xa kiện tụng mà nên giải hòa với đối phương. Tuổi này khi mất mát, của cải có đòi được cũng không còn nguyên vẹn, nên cần chú ý rõ ràng, minh bạch về đất đai, nhà cửa và tài sản ngay từ đầu quý vị nhé. Đặc biệt, sắp bước sang tuổi 57 này, Mậu Thân sẽ có thời vận sáng lóa, khi có tài tinh thiên tài chiếu mệnh nên thu nhập có dấu hiệu tăng tiến, cuộc sống nhờ đó cũng có sự cải thiện nhất định. Nhờ tam hợp cục nên các mối hợp tác làm ăn, quan hệ xã giao tốt đẹp đem tới nhiều khoản lợi nhuận cho con giáp này, tiền bạc thêm phần rủng rỉnh. Người làm công ăn lương sẽ đón tin vui về thăng chức, tăng lương, người kinh doanh buôn bán sẽ có chuỗi ngày làm việc hiệu quả, một tháng có thể đạt doanh thu bùng nổ, làm một vài tháng tiêu cả năm. Tuy nhiên thời gian này, bản mệnh chớ tham mà đầu tư ồ ạt ở quy mô quá lớn, kẻo lợi bất cập hại, làm gì cũng phải biết điểm dừng, kẻo tham thì thâm. Ngoài ra, bạn cũng nên chú trọng hơn vào việc tích góp, kiếm được tiền mà không tích lũy thì tiền núi cũng sẽ cạn kiệt. Bạn nên xây dựng kế hoạch quản lý tài chính thích hợp, nếu không có kinh nghiệm thì có thể nhờ người thân, người đáng tin cậy để tay hòm chìa khóa giúp nhé. Bởi tính cách tuổi Mậu Thân dễ tin người, thậm chí ở tuổi Ngũ Thập này vẫn dễ bị lừa gạt bằng những lời ngon tiếng ngọt, lại thêm những món lợi trước mắt lôi kéo, nên khả năng hao tài trong thời gian tới là rất cao, bạn phải chuẩn bị tâm lý thật vững vàng.
Tuổi Hợp làm ăn Mậu Thân nên lựa chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc là Kỷ Dậu, Quý Sửu và Ất Mão để cộng tác trong công việc. Nếu kết hợp với ba tuổi này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, thu về nhiều lợi nhuận. Tuổi Đại Kỵ, Mậu Thân không nên cộng tác trong công việc hay hồn hạp làm ăn với những tuổi xung khắc với mình bao gồm Tân Hợi và Quý Hợi. Nếu kết hợp với những tuổi này, mọi chuyện sẽ gặp nhiều trắc trở, trở ngại, khó đạt tới thành công, dễ chuốc lấy thất bại. Về phương diện sức khỏe của cô bác tuổi Mậu Thân thời trẻ sung sức nhưng từ trung vận trở đi do áp lực cuộc sống và nhiều phiền muộn, lo nghĩ nhiều nên không tốt, thường xuyên đau ốm bệnh tật lâu ngày mới khỏi, áp lực do phiền muộn cuộc sống khiến đương số phải suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng sức khỏe. Nữ mạng tuổi Mậu Thân cần hết sức lưu ý tới các bệnh phụ khoa và bệnh cũ dễ tái phát, một khi đã phát bệnh thì triệu chứng nặng hơn, người vừa khó chịu mà tiền cũng hao nhiều hơn. Nam mệnh tuổi Mậu Thân cần chú ý đề phòng các bệnh liên quan hô hấp, ngoài ra các vấn đề liên quan đến thương tật, tay chân. Đi lại khi tham gia giao thông cũng cần phải hết sức chú ý, quý vị không thích hợp tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm như leo núi, lặn biển, phòng nguy cơ xảy ra bất trắc. Theo tử vi học tuổi Mậu Thân, số hưởng thọ trung bình từ 78 đến 87 tuổi, nhưng nếu ăn ở phúc đức, làm việc thiện thì được tăng tuổi thọ, còn nếu ăn ở gian ác sẽ bị giảm thọ. Về phương diện tình duyên gia đạo, tuổi Mậu Thân là những người hài hước, họ luôn mang đến niềm vui tiếng cười cho mọi người xung quanh. Trong tình yêu tuổi Mậu Thân cũng thật vui nhộn và hài hước. Họ luôn biết cách làm cho tình yêu của mình thật mới mẻ, phong phú. Họ là người tự tin trong giao tiếp. Bởi vậy mà tuổi Thân có thể tạo được ấn tượng mạnh với đối phương ngay từ những lần gặp đầu tiên. Cũng bởi được nhiều người chú ý mà tuổi Thân có nhiều sự lựa chọn cho mình. Tuổi Mậu Thân thường xuyên rơi vào trạng thái cảm nắng, đơn phương một ai đó. Thế nhưng những tình cảm ấy chỉ thoáng qua như một cơn gió. Họ dễ dàng quên đi khi gặp đối tượng khác thích hợp hơn. Ban đầu tình yêu của người này nồng cháy, mãnh liệt như những ngọn lửa đỏ rực. Nhưng theo thời gian ngọn lửa ấy dần phai tàn, nguội lạnh và bị dập tắt. Tuổi Mậu Thân phải trải qua nhiều thăng trầm thử thách mới có thể tìm kiếm được hạnh phúc thực sự trong cuộc đời mình. Phụ nữ tuổi Mậu Thân xinh đẹp và được nhiều người theo đuổi. Tuy nhiên họ không vì thế mà bừa bãi xây dựng một mối quan hệ thân thiết với ai đó. Trong tình yêu, đôi khi cô nàng tuổi Thân có những yêu cầu quá cao, khiến cho đối phương nhiều lần mệt mỏi. Cuộc sống hôn nhân gia đình bạn sẽ trở nên hạnh phúc hơn nếu như bạn khéo léo, biết cách dĩ hòa vi quý. Thay vì yêu cầu người chồng thực hiện theo mệnh lệnh của mình, bạn nên tìm cách lắng nghe, thấu hiểu và đồng cảm với những khó khăn mà anh ấy phải trải qua. Đàn ông tuổi Mậu Thân khát khao được yêu và trải qua những cung bậc cảm xúc mới mẻ, thú vị của tình yêu, những anh chàng này lại có tính cả thèm chóng chán. Vừa hôm qua vẫn mặn nồng tình cảm mà nay bỗng trở thành con người lạnh lùng. Chàng trai tuổi Mậu Thân không mấy may mắn trong chuyện tình cảm. Họ phải trải qua nhiều mối quan hệ mới có thể tìm được cho mình người bạn đời thực sự. Khi tình cảm của họ gặp nhiều biến động, sự nghiệp và công việc cũng sẽ bị ảnh hưởng theo chiều hướng xấu. Nam giới tuổi Mậu Thân có cuộc đời không được tốt đẹp vào tuổi nhỏ, tiền vận nhiều lao đao, thời kỳ trung vận mới có khởi sắc trở nên tốt đẹp và đủ đầy tiền bạc. Thời kỳ hậu vận gia đạo cũng được sung túc, nhưng có nhiều điều phải lo nghĩ khổ tâm. Nếu sinh vào những tháng 4, 8, 9 và tháng 12 âm lịch, cuộc đời bạn sẽ có 3 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Nếu bạn sinh vào những tháng 1, 2, 3, 5 và 10 âm lịch, cuộc đời phải có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên. Nếu bạn sinh vào những tháng 6, 7 và 11 âm lịch, cuộc đời được sống hạnh phúc viên mãn tới cuối đời. Nữ giới tuổi Mậu Thân có cuộc đời sung sướng và hưởng nhiều điều tốt đẹp, thời tiền vận có nhiều vất vả, trung vận được hưởng phúc lành, sung sướng, nhưng hậu vận có nhiều lo buồn, gia đạo của họ khá êm ấm. Nếu bạn sinh vào những tháng 4 và 9 âm lịch, cuộc đời bạn sẽ có 3 lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc. Nếu bạn sinh vào những tháng 1, 2, 5, 10 và 12 âm lịch, cuộc đời sẽ có 2 lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc. Nếu bạn sinh vào những tháng 3, 6, 7, 8 và 11 âm lịch, cuộc đời sẽ được hưởng hoàn toàn hạnh phúc trọn vẹn. Và bây giờ sẽ là mục được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó là vận trình tử vi năm mới 2024, tức tuổi Mậu Thân 57 tuổi, và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn cho Mậu Thân có một năm mới may mắn, bình an và giàu có. Đánh giá chung, nhờ được cục diện tam hợp nâng đỡ mạnh mẽ, lại không có hung tinh tác động, dù trong năm cuối tam tai, nhưng người tuổi Mậu Thân vẫn kiếm tiền như hái. Công việc làm ăn mở rộng và phát triển mạnh mẽ, có thể nói, thời đến cản không kịp, vận quý nhân vượng dễ gặp người quyền quý giúp sức, đương số đón tin vui tới tấp trong năm Rồng. Trong năm vẫn có những khúc trầm lắng,
Do tác động ít nhiều của tam tai, nên dù có đang thắng thế cũng đừng ngạo mạn, chủ quan, kẻo xui xẻo ập đến. Đánh giá từng phương diện. Công việc làm ăn rất tốt, trong năm Cát Thần mang tới nhiều cơ hội mở rộng, thay đổi công việc tốt cho những ai muốn khởi nghiệp hoặc có ý định chuyển công tác lĩnh vực, vận quý nhân vượng. Có người quyền quý giúp đỡ mở rộng việc làm ăn hoặc kết nối mối làm ăn lớn, hứa hẹn nhiều thành công rực rỡ, cơ hội thăng tiến mở rộng, miễn là đương số nỗ lực hết mình sẽ được ghi nhận xứng đáng. Tài lộc rất tốt, tài khí gia tăng mạnh, tiền bạc không ngừng đổ về túi từ nhiều nguồn khác nhau, cả công việc chính có gia tăng lương, công việc tay trái hoặc kênh đầu tư khác, kinh doanh buôn bán nhiều lộc, khoảng giữa năm là cơ hội tốt để gia tăng sản xuất, sản lượng, hứa hẹn lãi lớn. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn ảnh hưởng của tam tai, nên bản mệnh hành sự thận trọng, đừng chủ quan mà tự tay đánh mất may mắn. Sức khỏe tốt, tình hình sức khỏe được duy trì ổn định, mệnh chủ ít bị đau ốm vặt hoặc mắc bệnh nghiêm trọng. Trong năm công việc bận rộn, áp lực cũng nhiều nên chú trọng nghỉ ngơi hợp lý, tránh bị căng thẳng kéo dài, khiến cơ thể suy nhược. Tình cảm gia đạo rất tốt, tam hợp quý nhân mang tới nhân duyên cát lành, giúp các mối quan hệ trong nhà, ngoài ngõ đều hài hòa. Gia đình yên ấm, các cặp đôi đang yêu có thể tính chuyện kết hôn là vừa, một số cặp vợ chồng sẽ đón tin vui con cái. Người độc thân cũng vượng đào hoa, sẽ có trải nghiệm tình yêu đáng nhớ trong đời. Ngoài ra, long chỉ cát tinh báo hiệu âm phần vượng, được tổ tiên phù hộ, gia đình nội tộc không ngừng đón tin vui từ chuyện học hành, thi cử, cưới hỏi hay sinh nở của con cháu trong nhà. Các tháng tốt, xấu trong năm 2024. Các tháng tốt là tháng 3, tháng 5 và tháng 8, tháng 9, tháng 11 và tháng 12 âm lịch. Các tháng xấu là tháng 6, 7 và tháng 10 âm lịch. Cách hóa giải vận hạn bằng phong thủy may mắn cho người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. 1. Chọn tuổi hợp với Mậu Thân, sinh năm 1968. Tử vi chọn đời tuổi Mậu Thân hợp với tuổi Tỵ là quan hệ lục hợp, quan hệ hợp thứ hai. Tam hợp là tuổi Tý và tuổi Thìn. Nếu kết hợp với những tuổi này thì lý tưởng sẽ dễ dàng được thực hiện, vạn sự thông. Người tuổi Mậu Thân kỵ nhất là tuổi Tỵ, tuổi Hợi và tuổi Dần, vận thế sẽ đi xuống nhiều. 2. Màu sắc hợp tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Theo quy luật ngũ hành, tuổi Mậu Thân sinh năm mệnh Thổ, tương sinh Kim, Hỏa, tương khắc Thủy, Mộc. Như vậy, màu sắc hợp với mệnh của người sinh năm 1968 được tính cụ thể như sau: màu tương sinh, hỏa, màu đỏ, cam hồng, tím, màu bản mệnh, thổ, vàng, sẫm, nâu đất, màu kém may mắn, kim, màu xám, bạc, trắng, y, màu tương khắc thủy, mộc, màu xanh nước biển, đen, xanh lá. Ngoài ra, màu sắc hợp mệnh nếu được áp dụng trong quá trình mua xe, phối màu trong phong thủy, nhà cửa, ăn mặc sẽ giúp tăng sinh khí tài vận may mắn. Ngoài ra, màu sắc còn có thể dùng để hạn chế sự tương khắc trong phong thủy của tuổi bạn. 3. Hướng phong thủy. Nam mệnh Mậu Thân hợp hướng Đông Bắc, Tây Bắc và Chính Tây, đây được coi là những hướng nhà tốt nhất đối với Nam mệnh Mậu Thân. Làm nhà hướng này không những kinh tế khá giả, nhiều lộc, làm ăn phát đạt, mà con cái còn giỏi giang, ngoan ngoãn, thành công, có nhiều điền sản. Nữ mệnh hợp với hướng Đông Nam sinh khí, hướng nhà này có phúc khí, tài lộc dồi dào, con cháu hiền đạt hiếu thảo, gia vận hài hòa, người trong nhà sống thọ. 4. Thỉnh Phật bản mệnh. Bởi vì mỗi con người chúng ta cầm tinh một con giáp khác nhau, nên Phật hộ mệnh cũng khác nhau và quyền năng cũng khác nhau. Vì thế nên chọn và tu hành theo Phật bản mệnh tương ứng với tuổi của mình để đạt được những gì tốt đẹp. Vậy với tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, Phật bản mệnh của con giáp này là vị nào? Đó chính là Phật Đại Nhật Như Lai. Vốn dĩ người tuổi Thân nói chung và Mậu Thân nói riêng, đa số có tính tình ham chơi, giỏi giao lưu, lại thông minh, nhanh nhẹn, sáng tạo, rất được người khác tán thưởng. Song nhược điểm của người tuổi này là thiếu sự kiên trì, dễ nóng nảy, nhanh chán, nên dù có nhiều ý kiến hay ho, nhưng dễ bỏ cuộc dở chừng, nên không đạt được kết quả như mong muốn. Đeo bản mệnh Phật Đại Nhật Như Lai có thể giúp củng cố tâm tính, tăng cường tính kiên nhẫn, hỗ trợ vận trình của bản mệnh càng ngày càng phát triển tốt đẹp. Đại Nhật Như Lai sẽ ở bên che chở cho tuổi Mậu Thân suốt một đời, nên thỉnh bản mệnh Phật về mang bên mình, đeo càng lâu linh tính càng mạnh, tương thông với chủ nhân, trừ tà, độ mạnh, thành vật phẩm không thể tách rời, có tác dụng phong thủy vô cùng lớn. Tiếp theo là vận trình lưu niên người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Năm Tý, đây là năm thích hợp để người tuổi Mậu Thân làm ăn, kinh doanh, gây dựng sự nghiệp, nhiều cơ hội ập đến giúp bạn gặt hái được thành quả như mong muốn. Tuy nhiên,
trong năm vẫn không tránh khỏi họa thị phi, vì thế hành sự thận trọng, tránh gây thù chuốc oán với người khác. Nếu có ý định khởi nghiệp, bản mệnh sẽ được quý nhân giúp đỡ. Năm Sửu, xem vận trình lưu niên của tuổi Mậu Thân thấy rằng trong năm có thiên hỷ cát tinh soi chiếu, bản mệnh nên đi xa làm ăn. Như vậy sẽ gặp được nhiều cơ hội, nửa đầu năm có một vài sự cố nhỏ xảy ra, nhưng không quá đáng ngại, đến cuối năm có thể đổ bệnh, cần tốn tiền chữa trị. Năm Dần, năm này nửa hung nửa cát, vận trình thiếu ổn định, sự nghiệp lên xuống thất thường, chuyện hôn nhân cũng có nhiều mâu thuẫn bất hòa. Nhiều áp lực đổ xuống có thể khiến bản mệnh cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, vì thế nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, nên tâm sự với người đáng tin cậy để tinh thần được nhẹ nhõm. Năm Mão, căn cứ vận trình lưu niên của 12 con giáp, cát tinh đem tới nhiều cải thiện trong vận trình của người tuổi Mậu Thân. Bước sang năm Mão, bạn nhận thấy có nhiều cơ hội làm ăn kinh doanh xuất hiện. Tuy khó khăn vẫn không tránh khỏi, song đây cũng là cơ hội để bản mệnh nhận ra điểm mạnh của mình, kết giao được với những bạn bè cùng chung hoạn nạn. Trong năm chỉ cần cố gắng ắt sẽ thành công. Năm Thìn, trong năm Thìn, người tuổi Mậu Thân gặp nhiều thuận lợi trong vận trình, đặc biệt đường tài lộc có điểm sáng đáng kể. Có thể những cố gắng trong suốt thời gian qua đã giúp bạn thu hoạch được trái ngọt. Người tham gia thi cử, theo đuổi con đường học vấn cũng sẽ gặt hái được thành tích cao. Có điều con giáp này cần thận trọng khi kết bạn, tránh để kẻ tiểu nhân lừa gạt. Năm Tỵ, căn cứ vận trình lưu niên của tuổi Mậu Thân, bản mệnh cần hết sức lưu ý tình hình sức khỏe trong năm này. Nếu thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường thì nên đi khám chữa ngay, chớ kéo dài khiến bệnh tình ngày càng trở nặng. Năm này cần coi trọng sức khỏe hơn, sự nghiệp hay tiền bạc, nếu chủ quan lơ là thì dễ phải hối hận. Năm Ngọ, bước sang năm Ngọ, vận trình của bản mệnh thuận lợi hơn nhiều, trong gia đình cũng có nhiều hỷ sự, đặc biệt phương diện đầu tư có nhiều khởi sắc. Bạn có thể đánh giá tình hình chuẩn xác và đưa ra những quyết định đúng đắn, rút tiền đổ về trong túi. Những người làm công ăn lương, luôn cần cù, chăm chỉ, cũng sẽ có tiền đổ về túi từ nhiều nguồn khác nhau. Năm Mùi, trong năm này, bản mệnh gặt hái được thành tích trong sự nghiệp, đầu tư cũng đem lại ít nhiều thành quả đáng mừng. Có điều con giáp này vẫn cần phải cẩn thận kẻ xấu, chớ cả tin nghe theo lời dụ dỗ bên ngoài. Bạn cần kiểm chứng thông tin rõ ràng trước khi bỏ tiền đầu tư, mua sắm, chớ để kẻ xấu lừa gạt trắng tay. Năm Thân, năm này đào hoa của người tuổi Thân khởi sắc, song bạn cần cẩn thận trong các mối quan hệ, tránh đẩy mình vào cảnh thị phi. Tiền bạc cũng cần có cách chi tiêu hoặc đầu tư hợp lý, tránh tiêu xài theo sở thích cá nhân, kẻo luôn luôn cháy túi. Tình hình sức khỏe cũng có dấu hiệu suy giảm, bản mệnh dễ mắc các căn bệnh vặt vãnh. Năm Dậu, cát tinh Thái Dương đem tới nhiều điều may mắn, bất ngờ cho người tuổi Mậu Thân. Bản mệnh chỉ cần chăm chỉ làm việc thì ắt thu được tiền bạc dồi dào, khẳng định được vị thế trong tập thể cũng như trên thương trường. Tuy nhiên, dù gặt hái được nhiều thành công đến mấy thì bản mệnh cũng cần chú ý nghỉ ngơi, tránh mệt mỏi quá độ. Năm Tuất, xem vận trình lưu niên của tuổi Mậu Thân, bước sang năm Tuất, con giáp này sẽ phải cực kỳ cố gắng làm việc, đặc biệt là khi mới bắt tay vào công việc sẽ gặp phải nhiều khó khăn. Vì thế, làm việc gì bạn cũng cần phải để tâm, cẩn thận, luôn ở trong tư thế sẵn sàng nắm bắt các cơ hội. Năm Hợi, năm này người tuổi Mậu Thân khó tránh khỏi chuyện kiện cáo trốn quan trường, họa phá tài cũng luôn rình rập. Vì thế, đề nghị bản mệnh làm việc gì cũng cần thận trọng, tình hình sức khỏe cũng có dấu hiệu xuống dốc, đặc biệt dễ mắc các bệnh đau đầu, nên chú ý sinh hoạt điều độ. Quý vị thân mến, người xưa có câu tinh canh vũ độ, nghĩa là ngày nắng đi cày, ngày mưa đọc sách. Một câu nói đơn giản này đã ngắn gọn, mô tả một cuộc sống ung dung, tự tại, không màng sự đời, thể hiện tâm hồn cao thượng, không phiền não, hàm chứa trí tuệ thuận theo tự nhiên của cổ nhân vào thời cổ đại. Khi nông nghiệp chưa hoàn toàn phát triển, các biện pháp canh tác sản lượng cao, các biện pháp thúc ép về thời gian còn chưa có, thì người dân thường sinh sống ra sao? Chính là mỗi ngày, khi mặt trời mọc là họ bắt đầu ra đồng làm việc cày cấy, đến lúc mặt trời sắp lặn thì dừng, những ngày mưa gió họ ở nhà nghỉ ngơi. Người có chí hướng thì dành thời gian để đọc sách, ngâm thơ, cuộc sống như vậy khá không sung sướng. Cuộc sống ngày nay đã có nhiều thay đổi, đôi khi vào những ngày mưa gió, người ta vẫn có thể gặp cảnh những người nông dân trồng cây, bón lúa. Xã hội ngày nay cũng là như vậy, rất nhiều người vì mải mê làm việc, bận rộn kiếm tiền, nên ngày đêm đảo lộn, ngày nghỉ cũng làm việc, khiến không ít người tâm tính trở nên nóng nảy, có nhẫn nại. Một số người còn tự nhận mình là người siêng năng, chán ghét trời mưa gió, vì đã làm lỡ giờ công việc của mình. Sau một thời gian dài làm việc trong hoàn cảnh không phù hợp quy luật tự nhiên như thế, rất dễ dàng xảy ra hiện tượng làm quá sức trở thành bệnh. Hơn nữa còn là các bệnh lạ lùng, trời nắng, trời mưa là quy luật tự nhiên, thiên nhiên sẽ không vì ý nguyện của con người mà thay đổi quy luật của mình. Con người dẫu có muốn ngăn trời mưa hay muốn tạo mưa bằng những biện pháp khoa học hiện đại nhất,
thì cuối cùng vẫn không thể thay đổi được quy luật của tự nhiên, chỉ là lợi dụng một chút thông minh, một chút mà thôi. Bởi vậy, những người sống thuận theo tự nhiên sẽ biết thay đổi kế hoạch của mình cho phù hợp với tạo hóa. Ngày mưa nếu không thể làm việc, họ có thể tạm thời dừng tay thưởng thức nhạc, đọc sách cổ, tĩnh dưỡng và làm gia tăng tri thức của bản thân mình. Trong cuộc sống, những việc không thuận theo tâm ý của con người là rất nhiều. Người kinh doanh không đạt được mục tiêu, doanh số đề ra. Học sinh không đạt được kết quả thi như bản thân mong muốn. Bạn bè đột nhiên rời xa, người thân đột nhiên ly biệt. Trong những lúc gặp phải mâu thuẫn không thể thay đổi được. Như vậy thì biết thuận theo tự nhiên là cách lựa chọn hữu hiệu nhất. Thà làm mọi việc mà có thể thuận theo tự nhiên, không cưỡng cầu, thì trái lại còn có thể thu được kết quả tốt đẹp hơn mong đợi. Tục ngữ nói, cố tình trồng hoa, hoa không nở, vô tâm cấy liễu, liễu thành rừng. Trong cuộc sống rất nhiều, khi quá để tâm chú ý thì lại bị mất đi, giống như nắm cát nằm trong tay. Nắm càng chặt thì nó rơi càng nhanh. Nguồn gốc của những phiền não trong lòng người phần lớn đều là do không thuận theo tự nhiên, không biết mệnh của bản thân mình mà ra. Có một câu chuyện cổ kể rằng, trong một khoảng vườn rộng của thiền viện, có nhiều đám cây nhỏ đã bị vàng ố và chết khô. Tiểu hòa thượng thấy vậy, trong lòng có chút lo lắng, liền nói với vị sư trụ trì, sư phụ chúng ta hãy nhanh chóng gieo hạt giống thôi, để như vậy trông rất khó coi. Vị sư trụ trì chậm rãi nói, đừng vội, loại cây nào cũng đều phải theo thời mới trồng được, hãy tùy thời. Đến mùa, vị sư trụ trì mua những hạt giống cây về giao lại cho tiểu hòa thượng đi gieo hạt. Những đợt gió giông nổi lên làm cho nhiều hạt bị thổi bay đi mất. Tiểu hòa thượng vô cùng lo, nói với sư phụ không được rồi, rất nhiều hạt đã bị gió thổi bay đi mất. Vị sư trụ trì bình tĩnh đáp, không sao, bị gió thổi đi rất nhiều là hạt lép, có gieo xuống đất cũng không nảy mầm, con đừng lo lắng, hãy tùy tính. Sau khi gieo hết số hạt giống ấy, tiểu hòa thượng lại phát hiện có rất nhiều chim từ đâu bay đến mổ. Tiểu hòa thượng hoảng sợ chạy lại nói với sư trụ trì, sư phụ hạt giống đều bị chim ăn rồi. Vị sư trụ trì vẫn bình tĩnh như cũ và nói không sao, hạt giống nhiều, chim có mổ cũng không hết được, hãy tùy ngộ. Nửa đêm ấy trời đổ mưa rào, sáng sớm hôm sau, tiểu hòa thượng vào phòng sư phụ và buồn rầu nói, sư phụ, những hạt giống kia đều đã bị mưa làm ngập hết rồi. Vị sư trụ trì lại nói, con đừng lo, hãy để tùy duyên. Một tuần trôi qua, trên mặt đất quả nhiên mọc lên rất nhiều mầm xanh, một số góc vườn vốn không được tiểu hòa thượng gieo hạt giống cũng mọc lên những mầm xanh. Tiểu hòa thượng vui mừng vỗ tay không ngớt. Vị sư trụ trì nhìn thấy vậy, gật đầu và nói, tùy hỷ rất nhiều khi gặp khó khăn, tìm không ra phương pháp giải quyết, chúng ta nên để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, bởi vì cổ nhân đã giảng, mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, hay người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên, cho nên thuận theo tự nhiên là cảnh giới cao của trí tuệ con người. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Trên đây là tử vi chọn đời cho người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, từ năm 57 tuổi trở đi, cần biết điều này, tránh họa đắc phúc, giàu sang chọn đời. Mong rằng những dự báo trên giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.